Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hai cứ lùi về dưới đi, lùi về dưới nào. Ông đi xuống, ông đi xuống. Tiên đẩy lên, Tiên đẩy lên, thế. Tiên đẩy lên. Bên này Tiên cứ kẻ bên kia thôi, kẻ bên kia thôi, kẻ bên kia thôi. Ôi, anh ơi. Ôi, anh ơi. Anh ơi. Cười cơ. Đã đỡ mệt thôi. Hai đá cơ mà. Anh Trung ơi, cái họ là gì anh? Mình chưa được xin mày đi đâu. Anh Trung, anh Trung. Anh Trung, anh Trung. Lên tài chứ. Đã đỡ mệt thôi. Hai đá cơ mà. Anh Trung ơi, cái họ là gì anh? Mình chưa được xin mày đi đâu. Anh Trung, anh Trung. Đi sau tư đấy, cho gần quá chỗ đấy ơi. Tạm về đây, tạm về đây. Tạm về tận đây. Người nhá, người nhá. Một. Yeah. Thank you.
phải, tiên sang hùng phải. Xuống, hùng xuống. Tiên sang phải. Thế, đứng lưng đấy thôi. Bỏ đi. Đẩy lên em ơi, không cho Tư nó cầm bóng nhiều em ơi. À, bên phải Tiên đẩy lên đứng đấy, Tiên đứng đấy, Tiên đứng đấy. Dương quá để đưa người giật mê. Con mê đẩy. Đi nào. Sớm đi nào. Không ai, anh chùi cho lại. Thôi lùi, lùi. Làm lại nào. Anh ơi, anh không phát lệnh đi, trọng tài không thổi thì phát lệnh đi, để em sao đá được, rồi kêu.
Rồi,
gửi gọi lên chị ơi. Xuống xuống nào, xuống xuống nào. Ghi bàn đúng không? Phản lưới hay số 2 ghi bàn không? 87
Trần đúng không? Số 2 ghi bàn đúng không? Thả lưới anh. Số... Thả lưới hay số 2 ghi bàn không? 87 Cầm nhập xuống, cầm nhập xuống.
Tài ơi, Phương ơi,
Dương. Hai vàng anh ơi. Đúng hả? Anh ơi, điều khiển người ta đi để người ta điều khiển mình ạ. Hùng nào. Xuân quét. Thấy tiền khe này. Đại bắt số 5 mày. Đi không chốt được. Đi xuống nào. Hít sâu vào, hít ra miệng. Hết rồi. Tư xuống. Này. Tiên ơi, Tiên căng quả bóng lên. Lấy bóng phạt. Tiên chạy kìa. Bóng phạt anh em. Chậm đi. 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 Chậ
rồi. Đi xuống phép đi bạn. Cắt đi. Lên chạy tiếp, lên chạy tiếp. Hết. Không ai Ngọc suốt quả em nào. Phải chưa? Phải chưa? Tâm Ơi Tùng ơi. Tùng ơi. Tài ơi. Tiên ơi. Anh đàn ô đi. Đánh Phương. Đi ra, đánh Phương. Có
tay, trọng tay. Đá đi, trọng tay. Bây giờ lợi thế em có thể ra rút thẻ vàng được. Còn hai phần nữa thôi, là cơ hội ở đấy anh em ơi. Bây giờ lợi thế em có thể ra rút thẻ vàng được. Còn hai phần nữa thôi, là cơ hội ở đấy anh em ơi. Nghe quay lại chào kìa. Chào.